chuyện gì vậy má? Không có gì, tại... Con lớn rồi, có chuyện gì thì má cứ nói con nghe. Ba mày lại bị người ta gạt nữa. Mà lần này là bao nhiêu? Hai mấy ba chục triệu gì đó. Má hỏi mà ổng có chịu nói đâu. Rồi ổng có đánh má không? Có. Để con đi nói chuyện với ổng. Thôi con, ổng cũng đang rối lắm. Mày mà hỏi á, ổng làm rần rần trong cái nhà này nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu ba gây nợ cho nhà mình rồi, ổng còn đánh má nữa. Nên từ nay về sau á, má mặc kệ ổng đi, đừng quan tâm tới ổng nữa. Người ta tới nhà làm rần rần, làm sao má bỏ mặc ổng được. Còn danh dự, còn tụi con nữa chứ. Để người ta nặng nhẹ suốt ngày, cả hàng xóm biết, thì mặt mũi tụi con còn biết nhìn ai. Mà lần này là nợ của ai vậy má? Là chú ba bên Tân Bình đó. Ông hùng vốn nuôi cá ly thia. Cái gì? Nuôi có mấy con cá ly thia thôi mà hùng tới hai mấy triệu. Chắc mấy con cá này giác vàng 24 quá à. Ba bị gạt nữa rồi nè. Tao làm cái gì mà bị gạt hả? Tao hùng vốn làm ăn với người ta, lời tao ăn, lỗ tao phải chịu. Chứ thằng nào con nào gạt được tao hả? Ba nói là ba hùng vốn làm ăn, mà tại sao tới giờ lúc nào ba cũng lỗ hết là sao? Ba nói là ba không bị gạt, ai mà tin? Mày nghe lời của má mày đúng không? Rồi bây giờ mày kiếm chuyện với tao hả? Tao là chủ của cái nhà này, tao phải có quyền chứ mày. Tôi là ông. Mày tại bà không hả? Thôi mà ông, con Tơ nó hỏi cho biết thôi chứ có gì mà ông làm rần rần vậy? Rần rần hả? Bà đó, chuyện gì bà cũng đi rêu rao cho người ta biết. Riết rồi tôi còn có thể diện gì trong cái nhà này nữa không? Bà chỉ giỏi ăn hiếp má thôi à? Bà dạy có hổn với tôi vậy phải không? Nó sống ở trong cái nhà này mà nó không biết tôn trọng cha nó. Trời ơi, tôi sống trong cái nhà này mà bây giờ không có ai tôn trọng tôi hết. Tôi sống làm cái gì nữa trời ơi? Đó là do cách sống của bà thôi. Và chính ba làm cho mọi người không tôn trọng ba đó. Bà thấy không? Nó cãi tôi nữa kìa, bà thấy không? Nó mà nói nữa nghe, tôi... Tôi uống hết chai thuốc rầy này, tôi chết cho nó vừa lòng. Bà có ngon á, bà uống hết chai đó đi.